Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Thì ok, hôm nay mà mình sẽ làm về một cái video liên quan đến Minecraft P 1.1. Thì tại sao mình làm cái video này? Vì lúc mà cái phiên bản Minecraft P 1.1 ra thì mình lại không có giới thiệu cho các bạn xem. Thì bù lại cái video đó là mình sẽ làm về một cái video cũng liên quan tới Minecraft P 1.1 luôn. Và video này có tên là Top 8 những thứ thú vị về Minecraft P 1.1. Ok, thì mình sẽ tổng hợp sơ qua những cái thứ mà sẽ rất là hay ho cũng như là xuất hiện ở trong phiên bản Minecraft P 1.1. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển lại cái góc nhìn đầu tiên và xem sẽ có thứ gì. Và đầu tiên, cái điều thú vị đầu tiên ở phiên bản Minecraft P 1.1 á là chính là cái điều mà các bạn sẽ thấy rất là hay, đó chính là cái gì à, người rơm thế mạng thì mình đặt là như vậy, còn nhiều bạn gọi là bùa hộ mệnh hay gì đó mình cũng không có cần quan tâm lắm, mình chỉ cần quan tâm là như vậy thôi. Right đó, để ở đây mình định đập cái này cái dư rồi. Thì cái này sử dụng như thế nào đây? Các bạn hãy lưu ý một điều là khi các bạn mở cái phần mặc đồ lên thì sẽ có thêm một cái slot để đồ. Và đây là cái slot để cầm bằng tay trái, để sử dụng những cái vật phẩm cầm bằng tay trái. Và các bạn thấy đó, có nhiều bạn là ở video trước hỏi mình là làm sao anh lại cầm được hai tay. Thì nhờ cái phiên bản Minecraft P1.1 này mà mình có thể cầm được hai tay. Và ok, bây giờ mình sẽ hướng cho các bạn xem là cái hình nhân người rơm thế mạng này nó sẽ có tác dụng như thế nào. Ở đây thì mình sẽ vô. Đó, bây giờ mình đang ở độ cao rất là cao. Và ở đây là những cái block mới luôn nha các bạn. Những cái đây là một cái block mới ở trong Minecraft P 1.1. Và hiện tại là mình đang ở độ cao rất là cao. Và khi mà rớt xuống mình cũng không biết nữa. Mình sẽ bay lên một tí. Và right. Và khi mình rớt xuống mình sẽ chuyển qua chế độ Syndrome Game Most S. Và các bạn hãy đều thấy cái điều bất ngờ của nó ở đây. Và các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Khi mình rớt xuống, một lần nữa mình phải quay cao lên mới được. Ok, hồi nãy mình hơi bị lỗi một tí. Bây giờ thì mình sẽ bay thật là cao. Và các bạn hãy xem cái tác dụng của cái hình người rơm thế mạng này là như thế nào. Ok, và mình sẽ chuyển lại game mode Storm. Và đây các bạn hãy xem. Đó, các bạn thấy chưa, nhìn ở bên góc trái mình sẽ có 4 trái tim bằng vàng. Đó, khi mình rớt trên độ cao xuống thì mình sẽ không chết và mình sẽ được cái hình nhân cái người rơm thế mạng đó tiếp cho mình thêm 4 trái tim bằng vàng và mình sẽ được tăng máu rất là nhanh. Ok, đây mình sẽ được cộng thêm là regen 2 và chống lửa 2 ở khoảng mấy 20 mấy giây á. Đó, thì là cái tác dụng của cái người rơm này. Đó, mình sẽ ok. Các bạn thấy chưa? Rất là hay, cực kỳ là hay luôn. Nói chung là cái người rơm thế mạng này sẽ đem lại cho các bạn một mạng nữa. Được chưa kế, khi các bạn gần chết thì nó sẽ phát huy tác dụng của nó và sẽ giúp cho bạn có thêm một mạng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thứ hai nào. Ok, và đây là cái thứ hai, cái điều thú vị thứ hai ở trong phiên bản Minecraft P 1.1. Và như các bạn thấy đây là một quả trứng mới. Và mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Mình sẽ lấy hết ra cho các bạn xem. Ở đây sẽ là một quả trứng của con cừu bình thường thôi. Và đây là một cái thuốc giảm màu rất là bình thường. Và cái quả trứng mới mình muốn giới thiệu với các bạn, nó có tên là Evoker. Là một cái con mob dân làng mới. Và nó đại diện cho bên phe ác. Và nó cực kỳ là ác. Và mình sẽ tạo ra nó ở đây. Có lẽ các bạn sẽ thấy nó sẽ rất là bình thường khi mà nó đứng một mình. Nhưng đây các bạn thấy, khi mà mình tạo ra một con cừu thì cũng không có gì xảy ra. Nhưng nếu mình nhuộm màu, đây mình sẽ cho các bạn xem nha, kỹ vào nha, nhuộm màu con cừu này. Và khi nó đây, các bạn thấy con cừu đã đổi màu khi mà cái con Evoker này giơ hai tay lên và phù phép con cừu và khiến con cừu đổi thành màu đỏ. Và mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đây, Evoker sẽ chuyển con cừu thành màu đỏ. Các bạn hãy lưu ý điều này. Và cái đó là như cái con Evoker này giơ tay lên và có cái hình như là bốc mùi vậy đó, như là bị hôi nách vậy các bạn. Nhìn rất là buồn cười. Và mình sẽ làm lại cho một lần nữa cho các bạn xem. Nhìn kỹ nha các bạn.
mình sẽ đổi màu cái con cừu, và con evoker đã đang tắt đó, đang phù phép lên con cừu và biến con cừu thành màu đỏ. Đó là một cái điều thú vị mới nữa, một điều thú vị thực sự là thú vị ở trong MyQuabi 1.1, có lẽ nhiều bạn sẽ không biết đâu. Ok, mình sẽ cắt đồ vào và tiếp đến là cái thứ ba. Và đây là cái thú vị thứ ba của mình. À không, của MyQuabi 1.1 mới đúng chứ, không phải là của mình. Và đây như các bạn thấy, đây là một chiếc giày kim cương đã được enchant. Nhưng mà không, các bạn lầm rồi, không phải là một chiếc giày bình thường đâu. Và mình sẽ cho các bạn, và mình sẽ cho các bạn xem đây là chiếc giày nó như thế nào. Ok, và đây mình đã chuẩn bị một cái đe và một cái hồ nước ở đằng sau. Bây giờ mình sẽ bỏ chiếc giày vào và bỏ một cái quyển sách rất là kỳ lạ. Nó có tên là quyển sách tên là gì quên rồi, Frogwalker. Như các bạn thấy rồi, Frogwalker là chúng ta có thể đi dài được trên băng, và mình sẽ đeo vào bằng cái cách đơn giản. Oh, hình như dài này mình không có đeo bằng cái kia, cách kia được các bạn à. Mình sẽ đeo vào, được rồi nè, bình thường thôi, tại vì mình đang ở chế độ VT cho nên là đây mình sẽ tháo ra và mình sẽ làm lại. Đó, mình đã đeo được rồi nè. Đó, thấy chưa, tại vì mình đang ở chế độ VT cho nên là mình không có thể nào mà mắc được chiếc giày này. Ok, và cái điều mình muốn giới thiệu với các bạn ở đây, và mình sẽ chỉnh là cái thời tiết là bầu trời sáng coi. Time set day, câu câu giờ anh tí. Và các bạn hãy nhìn đây, đây khi mà mình đi tiếp xúc với nước. Oh what the fuck. Oh, ở đây thì do là nước mình để ít quá cho nên là không có thể nào. Đây các bạn thấy, khi mình đi gần gần với nước á thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ biến nước thành băng. Và tất nhiên là đôi giày này là khi đi dưới nước là sẽ giúp cho các bạn là trở thành băng đó. Đó, các bạn thấy chưa? Và các bạn lưu ý một điều là cái giày, đôi giày này á, khi mà đi xuống nước thì băng, thì nước sẽ trở thành băng đúng không? Nhưng mà băng ở dưới đây rất là kiểu như là như thế nào ta? Tồn tại rất là ngắn thời gian. Vì các bạn thấy chỉ khoan trong khoảng vài giây thôi thì băng nó đã tan rồi, chứ không phải là băng đông cứng ở như vùng tuyết. Nên lưu ý điều này, cho nên là các bạn hãy di chuyển liên tục khi mà đi dưới nước. Tại vì mình làm cái hồ nước nhỏ quá và ít nước quá cho nên là mình có thể đi trên nước nữa các bạn. Khi mà mình đi gần tới đây, mình sẽ đi từ xa để cho băng nó tan hết. Và các bạn thấy cái hồ nước không có gì đúng không? Nhưng khi mình đi tới thì cái hồ nước này sẽ tạo ra băng. Vì ở đây nó bị rút nước ở phần giữa cho nên là không có thể nào mà mình đi ra phần giữa được, tại vì mình xây một cái hồ quá là nhỏ. Đó, đây là cái thú vị thứ hai. Và what the fuck, cái ngày gì vậy? Where the lia? Nhầm rồi. Yeah. Ok, và chúng ta đã xong với cái thú vị thứ ba, và tiếp theo là cái thú vị thứ tư. Và đây là cái điều thú vị thứ tư. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái con mob mới. Đây, thứ tư. Và đây là quả trứng của con mob mới đó. Các bạn nhìn rất là khác với quả trứng của Evoker. Có lẽ nhiều bạn sẽ lầm tưởng đây là cái con Evoker, nhưng mà không. Nó là một cái thể loại độc ác khác. Và nó, các bạn cứ tưởng tượng như là Evoker là phép, và con này là gọi là Dam vậy đó, như là AD vậy đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng như vậy thôi, đơn giản thôi. Và ok, và bây giờ mình sẽ làm một cái trò hay với con này. Đó chính là mình sẽ lấy một cái đe và mình sẽ name stack vào. Và mình sẽ đặt cái tên của cái name stack này, nó có tên là Johnny. Và các bạn sẽ thấy cái điều thú vị thôi. Và mình sẽ lấy ra một cái con pig heo. Rồi, Johnny, đó rồi. Có lẽ các bạn sẽ nhìn bình thường khi mà mình sẽ thả những con heo vô đây, hai con. Các bạn sẽ thấy cái con ở đây mình thôi. Con này là Vindicator. Ok, Vindicator. Thì các bạn sẽ thấy nó rất là bình thường khi mà nó ở với những con heo này. Nhưng mà khi mình để cái name stack vào nó, từ từ đấy đó. Đây, các bạn hãy nhìn kỹ nha, nó di chuyển riết à, con ngu. Và đây các bạn thấy nó sẽ cầm búa, và nó khi nó giết xong cái đối thủ, nó khi nó giết xong những cái con mob xung quanh, những cái con thú xung quanh, thì nó sẽ trở lại bình thường. Và cái tên Johnny này mình nhớ là đã từng có một cái bộ phim về kẻ sát nhân nào đó có tên là Johnny, các bạn thấy Johnny. Ok, và mình sẽ thả con heo đây, các bạn sẽ thấy nó sẽ có cầm một cái búa. Wow, một cái búa rất là ghê. Mình sẽ phá cái này luôn.
và mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nó sẽ cầm một cái búa trên tay. Đó, bạn thấy chưa? Rất là độc ác. Nhưng khi nó giết người xong, nó sẽ trở lại như là một dân làng bình thường. Các bạn sẽ không thể tin được đâu, nó rất là nguy hiểm. Nó một kẻ độc ác, rất là nguy hiểm. Và mình sẽ spawn rồi. Chết. Đây, các bạn thấy chưa? Ok, và chúng ta đã xong đến cái thứ tư rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái thứ năm nào. Và đây là cái điều thú vị thứ năm ở trong Minecraft Build 1.1. Các bạn thấy một chiếc giường. Và tất nhiên, chiếc giường này đã được nhuộm màu. Các bạn thấy mình cầm trên tay là một chiếc giường nhuộm màu. Và mình đã muốn giới thiệu với các bạn, đây là phiên bản Minecraft Build đó, và nó chiếc giường đã được nhuộm màu là thật. Như mình video kia thì mình đã nói là có thể là phiên bản Minecraft Build 1.1 nó sẽ ra như tin đồn thôi, sẽ có nhiều giường nhuộm màu, nhưng đây là thật rồi các bạn. Và mình muốn cho các bạn xem cái điều thú vị thứ năm ở đây. Đó chính là oh my god, hiệu ứng khi ngủ nó sẽ làm mới. Các bạn hãy nhìn kỹ nha, khi mình ngủ đó, hiệu ứng rất là đẹp, hiệu ứng y như thật luôn các bạn, ngã lưng từ 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 từ, rất là hay. Rồi, và cái điều thú vị thứ năm này sẽ có thêm một cái nữa. Ok, mình sẽ đứng trên cái giường này. À không, đó, các bạn thấy tưng 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 không? Rồi, mình sẽ đứng trên cái giường này ha. Rồi, và mình sẽ bay lên một khoảng thôi. Và mình sẽ chuyển qua cái game mode là sinh tồn xem như thế nào. Game mode S. Và các bạn thấy nè, tưng, 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 tưng. Và khi các bạn sắp chết, khi các bạn rơi từ một độ cao nào xuống mà các bạn cầm cái giường, thì hãy nhớ quăng cái giường này xuống để cho nó sẽ đỡ giùm bạn một phần nào đó sát thương. Ok, thì cái giường này các bạn cứ tưởng tượng nó y như là một cái con slime gì đó. Các bạn có thể bay lên và nhảy tưng 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 lên. Đó, rất là hay. Đó, đó là cái điều mà điều thứ năm, thú vị thứ năm mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Và tiếp theo là cái thứ sáu. Và điều thú vị thứ sáu của chúng ta là đây, một cái giáp. Chẳng lẽ các bạn, có lẽ các bạn nhìn cái giáp kim cương này thì phiên bản nào mà không có, tại sao lại giới thiệu? Nhưng không, các bạn hãy nhìn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Và đấy, tất nhiên là cái con mình sẽ chuyển lại cái game mod đó đã. Game mod thì ok. Thì cái con Vindicator này sẽ xuất hiện một lần nữa. Nhưng sẽ rất là lạ khi mà các bạn thấy nó sẽ lại xuất hiện và không có điều gì lại xảy ra hết. Nhưng mà không, mình sẽ cho các bạn xem. Mình sẽ bỏ đồ bộ đồ đây. Giống như với con dân làng mình đã từng cho các bạn xem, thì cái con Vindicator này cũng có thể mặc giáp. Và đây là giáp kim cương, nhưng không giống như cái con Venator kia là một cái bộ giáp nó sẽ bị ẩn đi. Nhưng mà cái phần này, ở phiên bản này, bộ giáp nó sẽ xuất hiện ở trên cái con Vindicator này. Và nó rất là trâu nha các bạn. Ok, mình sẽ mình sẽ làm cho các bạn xem. Và các bạn nhìn nè, bay ra, các bạn cứ từ từ bình tĩnh. Ok, các bạn khoan từ từ, mình bị lỗi một tí, mình sẽ quay lại sau. Ok, mình đã quay trở lại. Thì hồi nãy là do cái con pin đây, mình sẽ một, các bạn nhìn ha, mình đã đánh một con này một cái, hai cái, và cái thứ ba là nó chết. Thì quay lại cái vấn đề hồi nãy là do mình để cái con này quá là xa, cho nên là không có thể nào nó mặc cái được bộ giáp. Và bây giờ mình đã đặt thêm một cái block gần để cho nó chặn này lại. Và mình sẽ ok, mình không biết là có bay lại được hay không nữa. Rồi, ok, nó không được rồi, không được rồi, không ổn rồi. Khoan, mình sẽ làm lại. Có thể là do là mình đặt xa quá các bạn. Và mình sẽ lấy thêm một block nữa. Mình sẽ chặn lại. What the fuck? Ok, mình sẽ chặn. Rồi, ok, ok. Mày nè, đứng đó luôn con. Rồi, mình sẽ bỏ đồ lại và mình sẽ cho các bạn xem. Phần này hơi bị lỗi một tí, mong là các bạn thông cảm. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy gì chưa? Đây, đây, thấy gì chưa? Cái con Vindicator này nó đã mặc được cái giáp nè. Đó, mình sẽ làm cái nè. Đó, các bạn thấy gì chưa? Ghê chưa? Cái nữa nè. Cái giáp này mặc rồi. Cái nữa nè, các bạn thấy gì chưa? Nó đã mặc được cái quần rồi các bạn. Thấy gì chưa? Có một cái quần ở dưới, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy. Và mình không biết nó mang được đôi giày không nữa. Hình như là nó mang giày rồi. Tất nhiên rồi, đây mình nó mặc được cái quần rồi. Mình sẽ bỏ vào cái quần luôn.
và cho các bạn xem là nó sẽ bay. Nếu mà đồ bay ra ngoài nó sẽ đã mặc được rồi. Nếu mà đồ bay ra ngoài rồi, nó đã mặc được cái giày và tất nhiên nó đã mặc được cái quần. Đây các bạn thấy, và mình sẽ phá đi những cái này đó. Đó, và các bạn thấy đây, đây là cái con Vindicator mà đã mặc được một nguyên một bộ set giáp kim diamond, và mình sẽ đánh nó và cho các bạn xem nó trâu như thế nào. 1 2 3, vẫn chưa chết. 4 5, trời ơi, 6 7, trời ơi, 8 9 10, what the fuck, 11 12 13 14 và 15. Oh fuck, 15 cái nó mới chết, các bạn nghĩ được không, các bạn tin được không? 15 cái nó mới chết đó các bạn. Alright, rồi mình sẽ chỉnh lại cái weather. Sau bữa nay cái ngày gì mà mình gặp toàn là cái thứ mưa gió không mà. Weather clear. Các bạn có thể tin được không? Cái con Vindicator khi mà mặc giáp diamond vào, nó đã mặc được. Và tất nhiên là mình đánh nó phải làm mười mấy cái mới chết. Không thể tin được. Ok, và chúng ta sẽ tới luôn cái phần cái thứ 7, điều thú vị thứ 7 là mũi tên. Tại sao mình lại lấy mũi tên? Ok, và các bạn hãy xem, mình sẽ rắn. Các bạn thấy chưa, mình đã cầm được cái mũi tên hai tay. Thì ở cái phiên bản này á, Minecraft Bi 1.1, thì ngoài cái bùa, ngoài cái gì à, người rơm hậu thân gì đó, quên bạn rồi, thế thân, thì cái điều, cái thứ hai mà mình cầm được ở tay trái đó chính là cái mũi tên này. Bạn thấy chưa, và mình đã cầm được, và mình sẽ bắn cho bạn xem. Đấy, mình bắn được mũi tên. Các bạn thấy như thế nào? Mình sẽ bắn con cù này. What the fuck? Chết đi cù. Mày, bạn thấy chưa? Và hiệu ứng rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Ok, thì chúng ta sẽ tới nhanh với cái cuối cùng là cái thứ 8. Cái thứ 8 này thực sự là rất là hay. Liên quan tới một, tới cái con Sugar. Và mình sẽ lấy ra cho bạn xem. Rồi, rồi, rồi. Và có lẽ là các bạn nhìn, đây là những cái Sugar bình thường. Sugar được nhiễm màu ư? Không, các bạn làm rồi. Đây là những cái rương Sugar. Cái con Sugar này á, đây mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Nó là một cái rương đó các bạn, mình sẽ bỏ đồ được vào nè. Đó, đó các bạn thấy chưa? Hay hay chưa? Đây, mình sẽ bỏ vào. Mình không bỏ được nó hay sao á? Mình không bỏ được cái con Sugar này vào trong gương của nó. Lưu ý nha các bạn, đây là một cái rất là hay. Các bạn nhìn nè, khi mình bấm cái con Sugar vào, rồi mình sẽ xếp lộn xộn. Alu fucker, you. À rồi, xếp sao ta? What? Rồi, đó. Như bạn thấy nè, mình khi mình, các bạn nhìn cái gương Sugar này nha, bấm vô, nó sẽ không nhảy qua mà nó nhảy vào lại xếp gọn gàng ở trong cái gương của mình. Và khi các bạn đập nó bằng tay không, lấy lại, mình đã lấy lại được cái gương đó rồi, và mình cũng không nhớ là nó cái nào luôn. Nó là blue. Đây, blue sugar. Các bạn nhìn nha, khi mình bấm vào cái gương bình thường chưa có đồ thì sẽ không có gì, nhưng mà cái gương đã có đồ rồi, sẽ có những cái đồ, nó hiện tên lên những cái đồ mà mình có và mình đặt lại. Và khi mình đặt lại và mình bấm vào thì đồ mình vẫn còn bình thường. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Thì như thế nào ta? Thì đây là những một cái video bù lại cái video và giới thiệu Minecraft Bi 1.1, và mình bù lại và coi như là mình tổng hợp sơ qua những cái thứ mà xuất hiện ở trong phiên bản 1.1. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và nếu các bạn thấy video này hay á thì hãy nhớ để lại một like cho mình, và đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video về Minecraft Bi mới nhất cũng như là hay nhất. Ok, hãy ủng hộ top 8 những điều thú vị về Minecraft Bi 1.1 nha các bạn.